Video này được tài trợ bởi cửa hàng Prezo 126 Phố Vọng, chuyên cung cấp các sản phẩm gaming gear với các thương hiệu nổi tiếng như Razer, Corsair, SteelSeries, Ozone, Philco và rất nhiều nữa. Hãy cùng đến và trải nghiệm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Prezo TV. Lâu lâu rồi một sản phẩm nữa của RK mới được lên sóng. Đây là sản phẩm cuối cùng trong số tất cả các loại bàn phím RK mà Prezo cung cấp. Đó là RK Size 108, bàn phím vỏ nhôm có đèn LED ở cạnh bên cùng với các chiều độ sáng cực đẹp. Hãy cùng mình đi khám phá nó trong video này. Có thể nói trong các sản phẩm của RK thì đây là sản phẩm có sự khác biệt rõ rệt nhất trong thiết kế, hướng tới những người sử dụng muốn có một chiếc bàn phím cơ có form độc và lạ hơn so với các bàn phím có trên thị trường. Nó bao gồm 4 phiên bản với 2 màu vỏ, đó là đen và trắng, cùng với đó là tùy chọn đèn LED trắng và LED rainbow, nhưng theo mình thì phiên bản màu trắng với LED trắng là đẹp hơn cả. Có thiết kế siêu mỏng cánh với switch được gắn nổi lên trên bề mặt của phím chứ không phải dạng chim. Mặc dù mặt bên dưới vẫn còn là nhựa, nhưng ở mặt trên chỗ gắn switch thì là một tấm nhôm được sơn trắng, sờ vào rất mát và đem lại một cảm giác đáng tiền hơn. Một điểm độc đáo khác của chiếc bàn phím này đó là hai đèn LED ở hai cạnh bên tự động đổi màu. Chính điểm này trong thiết kế đã làm cho nó trở nên khác biệt hơn so với các bàn phím cơ trên thị trường. Kiểu chuyển màu của nó khá giống với các chế độ color shift trên các bàn phím cơ cao cấp, rất là mượt. Về các phím thì các bạn có thể thấy rõ ràng đây là một bàn phím full size, đi kèm có thêm 4 nút chức năng: bật nhạc, tạm dừng, tắt nhạc và nút khởi động nhanh ứng dụng máy tính. Ngoài ra có thể tăng giảm volume và mute bằng cách sử dụng phím FN cộng với các nút này. Keycap của chiếc bàn phím này có thể nói là tốt nhất trong các dòng phím của RK, được làm bằng nhựa ABS Double Shot. Nhưng với bề mặt được làm giống với nhựa PBT nên cảm giác gõ phím cũng được cải thiện khá nhiều. Sử dụng Switch 2, nếu bạn không ngại dùng hàng Trung Quốc thì sẽ hoàn toàn hài lòng với cảm giác gõ của chiếc bàn phím này. Gõ các phím rất đều và không có hiện tượng bị lỏng lẻo khi gõ. Có cả 3 phiên bản Switch đó là Red, Blue và Brown. Với mức giá rẻ như vậy thì có thể nói hiệu năng của nó là tốt nhất trong tầm giá. Và điểm đáng mua nữa của chiếc bàn phím này đó là hệ thống LED màu trắng với nhiều hiệu ứng rất bắt mắt. Để mình show cho các bạn xem. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, một màu xanh chấm thêm vàng cánh. Đó là toàn bộ bài giới thiệu RK Size 108, bàn phím cơ với thiết kế độc đáo và hiệu năng tương đối ổn, lại còn có đèn LED với các chiều độ sáng đa dạng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, hãy xem link mình để ở phần mô tả. Video của mình đến đây kết thúc. Chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.